Bạch Thế Tôn, đối với 5 loại mắt giáo phép thần thông con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là 5 loại mắt, đây là 6 phép thần thông? Bạch Thế Tôn, cái danh 5 loại mắt ấy, vân vân, đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh 5 loại mắt vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh 5 loại mắt đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với ngã hữu tình cho đến cái biết cái thấy, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là ngã hữu tình cho đến đây là cái biết cái thấy? Bạch Thế Tôn, cái danh ngã ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh ngã vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh ngã đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, tùy niệm hơi thở, tùy niệm nhàm chán, tùy niệm chết, tùy niệm thân, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tùy niệm Phật cho đến đây là tùy niệm thân? Bạch Thế Tôn, cái danh tùy niệm Phật ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tùy niệm Phật vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh tùy niệm Phật đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tường vô thường, tường vô ngã, tường bất tịnh, tường chết, tường tất cả thế gian chẳng đáng vui, tường nhàm chán, tường ăn uống, tường đoạn trừ, tường xa lìa, tường tịch diệt, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tưởng vô thường cho đến đây là tưởng tịch diệt? Bạch Thế Tôn, cái danh tưởng vô thường ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tưởng vô thường vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh tưởng vô thường vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với không vô tướng vô nguyện, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là không cho đến đây là vô nguyện? Bạch Thế Tôn, cái danh không ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh không vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh không vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là bố thí ba la mật đa cho đến đây là bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, cái danh bố thí ba la mật đa ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh bố thí ba la mật đa vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh bố thí ba la mật đa vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là 4 niệm trụ cho đến đây là 8 chi thánh đạo? Bạch Thế Tôn, cái danh 4 niệm trụ ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh 4 niệm trụ vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh 4 niệm trụ vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là 10 lực của Phật cho đến đây là trí nhất thiết tướng? Bạch Thế Tôn, cái danh 10 lực của Phật ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh 10 lực của Phật vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh 10 lực của Phật vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với sự như huyễn, như mộng, như bóng dáng, như tiếng vang, như bóng sáng, như hoa hư không, như bóng nắng, như ảo thành, như trò biến hóa, năm thủ uẩn, vân vân, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là như huyễn vân vân, năm thủ uẩn vân vân? Bạch Thế Tôn, cái danh như huyễn vân vân, năm thủ uẩn ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh như huyễn vân vân, năm thủ uẩn vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh như huyễn vân vân, năm thủ uẩn vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tịch tịnh viễn ly, vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, tuyệt chư hí luận, chân như pháp giới, pháp tánh, thật tế, bình đẳng tánh, tánh ly sanh, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tịch tịnh cho đến đây là tánh ly sanh? Bạch Thế Tôn, cái danh tịch tịnh ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tịch tịnh vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh tịch tịnh vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp thường hoặc vô thường, lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất không, vô tướng hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu nguyện, tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, viễn ly hoặc bất viễn ly, tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, sanh hoặc diệt, hữu vi hoặc vô vi, hữu lậu hoặc vô lậu, thiện hoặc phi thiện, hữu tội hoặc vô tội, thế gian hoặc xuất thế gian, thuộc sanh tử hoặc pháp thuộc niết bàn, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là pháp thường cho đến đây là pháp thuộc niết bàn? Bạch Thế Tôn, cái danh thường ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh thường vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh thường vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp quá khứ, vị lai hoặc hiện tại, thiện, bất thiện, hoặc vô ký, sự ràng buộc ở cõi dục, sự ràng buộc ở cõi sắc, hoặc sự ràng buộc ở cõi vô sắc, học vô học, hoặc phi học, phi vô học, kiến sở đoạn, tu sở đoạn hoặc phi sở đoạn, tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là pháp quá khứ cho đến đây là tại lưỡng gian? Bạch Thế Tôn, cái danh quá khứ ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh quá khứ vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh quá khứ vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tất cả Như Lai, ứng chánh đẳng giác, chư Bồ Tát, Thanh Văn Tăng, vân vân, trong vô số thế giới chư Phật ở mười phương, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là mười phương thế giới cho đến đây là Thanh Văn Tăng, vân vân? Bạch Thế Tôn, cái danh mười phương thế giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh mười phương thế giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh mười phương thế giới vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp đã nói như trên, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là Đại Bồ Tát, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, đối với Đại Bồ Tát và đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, con đã chẳng đắc chẳng thấy, thì tại sao khiến con đem pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát? Cho nên nếu đem pháp ấy mà dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát, thì ắt sẽ có sự hối tiếc. Bạch Thế Tôn, các pháp do nhân duyên hòa hợp đặt bày ra, giả danh Đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa, hai giả danh này đối với năm uẩn bất khả thuyết, đối với 12 xứ, 18 giới, 6 giới, 4 thánh đế, 12 duyên khởi, bất khả thuyết, đối với tham sân si, tất cả triền kiếp, tùy miên, kiến thủ, bất thiện căn, vân vân, bất khả thuyết, đối với 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, bất khả thuyết, đối với 5 loại mắt, 6 phép thần thông, bất khả thuyết, đối với ngã hữu tình cho đến cái biết cái thấy, bất khả thuyết, đối với 10 tùy niệm, 10 tưởng, bất khả thuyết, Đối với không vô tướng vô nguyện, 6 phép ba la mật đa bất khả thuyết. Đối với 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo bất khả thuyết. Đối với 10 lực của Phật cho đến trí nhất thiết tướng bất khả thuyết. Đối với sự như huyễn cho đến như sự biến hóa, 5 thủ uẩn vân vân bất khả thuyết. Đối với tịch tịnh viễn ly vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh, tuyệt chư hí luận, chân như pháp giới pháp tánh thật tế tánh bình đẳng tánh ly sanh bất khả thuyết. Đối với pháp thường vô thường cho đến pháp thuộc sanh tử thuộc niết bàn bất khả thuyết. Đối với pháp quá khứ vị lai hiện tại cho đến pháp tại nội tại ngoại tại lưỡng gian bất khả thuyết. Đối với Phật, Bồ Tát hoặc Thanh Văn Tăng vân vân trong vô số thế giới ở 10 phương bất khả thuyết. Vì sao thế? Vì sự tập hợp phân tán của các pháp như trên đã nói đều chẳng thể đắc, chẳng thể thấy vậy. Bạch Thế Tôn, như trên đã nói, cái danh 5 uẩn vân vân không cách nào có thể nói được. Như vậy cái danh Đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không cách nào có thể nói được. Như cái danh giới định tuệ giải thoát tri kiến không cách nào có thể nói được. Như vậy, cái danh Đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không cách nào có thể nói được. Như dự lưu nhất lai bất hoàn A-La-Hán độc giác Như Lai và cái danh của các pháp ấy không cách nào có thể nói được. Như vậy, cái danh Đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không cách nào có thể nói được. Bạch Thế Tôn, như tất cả hoặc hữu danh hoặc vô danh đều không cách nào có thể nói được. Như vậy, cái danh Đại Bồ Tát và cái danh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không cách nào có thể nói được. Vì sao thế? Vì cái danh các pháp như vậy đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao? Vì cái nghĩa của các danh ấy đã không có sở hữu, nên các danh ấy đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, vì con y cứ vào nghĩa ấy nên đối với các pháp chẳng đắc chẳng thấy hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là cái danh Đại Bồ Tát, đây là cái danh Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, đối với hai cái hoặc nghĩa hoặc danh con đã chẳng đắc chẳng thấy, thì tại sao khiến con đem pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát? Vì vậy, nếu đem pháp này dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát thì ắt sẽ có sự hối tiếc. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát được nghe tướng trạng như vậy khi thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo âu hối hận, tâm ấy chẳng kinh hoàng, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt, nên biết Đại Bồ Tát ấy nhất định đã được an trụ, bậc bất thối, lấy vô sở trụ làm phương tiện để trụ. Lúc bấy giờ, cụ Thọ Thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ nơi sắc, chẳng nên trụ nơi thọ tưởng hành thức. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc, tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức, và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Bạch Thế Tôn, sắc ấy chẳng phải là không sắc, không sắc ấy chẳng phải là sắc, sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ nơi sắc, chẳng nên trụ nơi thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ nơi nhãn xứ, chẳng nên trụ nơi nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì nhãn xứ, tánh của nhãn xứ là không, cho đến ý xứ, tánh của ý xứ là không. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ ấy chẳng phải là cái không nhãn xứ, cái không nhãn xứ ấy chẳng phải là nhãn xứ. Nhãn xứ chẳng lìa không, không chẳng lìa nhãn xứ. Nhãn xứ tức là không, không tức là nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ nhãn xứ cho đến chẳng nên trụ ý xứ. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ nơi sắc xứ, chẳng nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc xứ, tánh của sắc xứ là không, cho đến pháp xứ, tánh của pháp xứ là không. Bạch Thế Tôn, sắc xứ ấy chẳng phải là cái không của sắc xứ, cái không của sắc xứ ấy chẳng phải là sắc xứ chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc xứ tức là không, không tức là sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi sắc xứ cho đến chẳng nên trụ nơi pháp xứ. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, nhãn giới, tánh của nhãn giới là không cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch Thế Tôn, nhãn giới ấy chẳng phải là cái không của nhãn giới, cái không của nhãn giới ấy chẳng phải là nhãn giới chẳng lìa không, không chẳng lìa nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi nhãn giới cho đến chẳng phải nên trụ nơi các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì nhĩ giới, tánh của nhĩ giới là không, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch Thế Tôn, nhĩ giới ấy chẳng phải là cái không của nhĩ giới, cái không của nhĩ giới ấy chẳng phải là nhĩ giới chẳng lìa không, không chẳng lìa nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới, thánh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi nhĩ giới cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra.